Alo. Dạ em chào chị ạ. Em là Ngọc Quỳnh, em gọi ra từ Thiên Tú á chị. Em thấy là hôm qua chị có đặt 3 sim bên em ạ. Chị cho em hỏi là mình điền thông tin làm là 3 sim, mỗi sim là một chủ thuê bao riêng phải không ạ? Ừ đúng rồi, chị làm cho cả nhà mà quý bên em lắm mới mua bên em á nha. Mà thông tin chị ghi có vấn đề gì hả em? Dạ em cảm ơn chị đã mua sim ở bên em nha. Hiện tại thì em đã nhận được thông tin của mình rồi. Nhưng mà chị ơi, tại vì hôm qua là chị ghi không có dấu á chị, nên em sợ đăng ký thông tin cho mình sai. Nên bây giờ là em đọc lại tên và chị xác nhận lại giúp em với chị nha. À tại chị thấy tờ đăng ký đó tiếng Anh nên chị ghi không dấu theo á. Ok em đọc đi chị kiểm cho. Dạ tên đầu tiên là em thấy ghi không dấu là Trần Hương Dương. Là Trần Hưởng Dương phải không chị? Hưởng Dương chứ không phải Hưởng Dương gì em. Dạ em xin lỗi chị ạ. Tên tiếp theo nha chị. Trần Văn Ngư. Trần Văn Ngụ. Trần Văn Ngụ phải không chị? Trần Văn Ngự nha em. Em lại sai nữa rồi. Bây giờ em đã ghi lại thông tin hồ sơ của mình rồi chị ạ. Chị cứ yên tâm. Tên tiếp theo, tên cuối cùng là Lâm Tùng Bí phải không chị? Trời ơi Lâm Tùng Bi, em đổi tên cả nhà chị luôn rồi đó. Ồ em xin lỗi chị ạ. Dạ tên không dấu nên em hơi có nhầm lẫn một chút, mong chị bỏ qua. Em sẽ gửi hồ sơ thông tin sim đến chỗ mình sớm chị nhé. Lần sau chị nhớ ủng hộ cửa hàng em với chị nhé. Em xin chúc chị một ngày vui, em xin chào chị ạ. Hi, ok.